Xin chào anh em, hôm nay Bengo sẽ có một cái video hướng dẫn cho anh em dán cái cường lực tại nhà. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn anh em dán một cái dán màn hình iPad là hiệu cường lực và hiệu Go cho một cái iPad Pro 11. Trước tiên đó là anh em phải tìm một cái chỗ cho nó hơi ít bụi một chút, một cái môi trường ít bụi một chút để mình tiến hành cho nó dễ nhất. Thì trong quá trình mình làm thì bụi có thể nó bay vô thì lúc nó khó hơn, thì mình kiếm một cái chỗ sạch sẽ hơn thì sẽ dễ dán hơn. Tiến hành dán thì bên trong nó có một cái bộ kit của nó là gồm cái túi mà để chùi sạch màn hình ở đây và cái dán màn hình ở đây. Thì trước khi làm thì mình khui hết ra, mình để nó sẵn sàng hết ra ngoài, để trước khi mình làm sạch màn hình thì mình để nó ra ngoài. Nên cũng nên cẩn thận là cái này nó rất là dễ vỡ khi nó nằm chơi vơi như vậy, thì mình để nó một nơi là nào mình có thể nó trên cái mặt phẳng này và tránh các cái đồ đạc và rớt vô để nó chống va đập. Thì trong cái túi này, trong cái dán màn hình nào nó cũng sẽ cho theo cái túi, cái bộ kit này gọi là để làm sạch cái màn hình để mình dán lên. Thì bên này nó có, bên trong nó có là những cái túi, là ví dụ như ở đây nó có một cái túi là ướt, hai cái túi ướt, thì ở trong này nó có pha một cái nồng độ cái cồn nó lỏng thì để mình làm sạch cái màn hình. Thứ hai nữa là cái đồ mà lấy bụi, thì ở đây nó có cái bồn lấy bụi và những cái đồ mà mình dán lên cái bề mặt kính để mình dễ control cái kính hơn, tức là dễ kiểm soát cái kính hơn. Thứ ba nữa là cái khăn lau bụi này. Thì mình sẽ tiến hành lột cái túi ướt này ra trước để mình làm sạch cái màn hình bằng nước trước. Đó. Thì mình cứ chùi chùi đều hết cái này ra để cho cái cồn này nó đều hết trên cái mặt kính của cái màn hình. Và giống như là nó rửa cái màn hình đi qua một nước vậy đó. Chùi ngang rồi chùi dọc đều hết. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành dùng cái khăn sạch này. Thì cái khăn này nó sẽ có đặc điểm là nó không rớt cái bụi ra, nhưng mà nó làm khô cái màn hình rất là nhanh và sạch. Đó, các bạn thấy cái màn hình nó rất là sạch. Sau khi mà mình chùi sạch cái màn hình này rồi thì mình sẽ tiến hành là mình chậm bụi. Thì ở đây nó có cái miếng này, nó gọi là có một cái gọi là cái dust film này, lấy bụi, tức là mình lột cái miếng này ra. Mình có thể cầm cái miếng này mình bắt đầu mình chậm cái bụi, những cái hạt bụi nào mình cho rằng nó có thể làm nổi bong bóng sau khi mình đặt cái kính lên, thì mình cố gắng mình chậm cho nó sạch, thật sạch, không còn một cái hạt bụi nào trên cái màn hình này cả. Mình có thể nhìn nhìn từ nhiều góc khác nhau để soi cho nó thật cực kỹ các cái hạt bụi nó còn dính trên cái màn hình này. Rồi sau đó bạn tiến hành để cái kính lên. Thì cái kính như thế này, các bạn đừng có lột hết cái miếng phim này ra, các bạn chỉ cần cái mẹo nhỏ là các bạn chỉ cần lột nhẹ cái góc này ra thôi, và cái ngón tay này mình giữ lại, giữ cái miếng phim này lại, và mình tiến hành là đặt lên cái màn hình đó. Mình lấy cái tay này mình rà cái màn hình này cho nó đúng cái vị trí. Cái tay này mình vẫn giữ cái miếng phim bên dưới và mình đặt cho nó đúng cái vị trí này. Đó, các bạn kê từ cái lớp mặt camera nào các bạn kê xuống. Ví dụ như cái đây, bạn đỡ nhẹ lên, bạn để cho cái hai cái mép này nó đều nhau. Đó, các bạn nhìn cái mép bên này và cái mép bên này sao cho nó đều nhau. Rồi, sau khi mình tự tin rằng nó đã đều nhau rồi thì các bạn nắm nhẹ cái mép này mà các bạn kéo ra. Kéo hết cái lớp này ra. Đừng có kéo mạnh hết ra, mà mình kéo một cái mẹo nữa là mình kéo nhẹ tới cái góc này, mình ịn cái góc này xuống. Thì mình nhìn thử, mình ướm thử cái góc nhìn bên dưới, cái mép dưới và cái mép trên nó đã đều nhau chưa. Đó. Thì khi mà mình nhìn mình thấy nó đều nhau và cái mép này và cái mép này nó đã đều, nó đảm bảo rằng là cái dán màn hình cường lực nó nằm chính giữa cái màn hình. Thì lúc này bạn sẽ đè nhẹ cái tay này và bạn lấy cái tay này bạn kéo, cứ tự tin kéo thả nó ra. Đó. Đợi cho cái kính nó sẽ hít hết xuống dưới cái màn hình. Rồi. Thì nó sẽ còn cái bong bóng ở đây, thì các bạn cứ đẩy nhẹ cái này ra. Cứ đẩy ra phía mép màn hình. Đó. Nếu mà bên trong nó có, các bạn tiến hành miết, cầm cái miếng vải này miết xuống cái màn hình cho cái miếng dán nó dính xuống màn hình,
và lúc này mình chùi vừa miết vừa chùi thì mình sẽ nhìn được là các cái hạt bụi có thể nó sẽ còn bám bên dưới lúc hồi nãy mình chậm chưa sạch, hoặc là lúc mình đặt cái kiếng thì cái hạt bụi nó có thể nó bay vào. Thì đó, nếu ở đây mình không thấy cái hạt bụi nào cả, nhưng mà nếu ví dụ như một cái hạt bụi nhỏ nào đó mà nó còn bám thì các bạn sẽ lấy cái này, các bạn lột cái này ra, bạn giữ cái mép này, giữ một mép này, và các bạn cứ nhẹ nhàng đỡ cái miếng kính lên. Ví dụ cái hạt bụi nhỏ này mình muốn lấy nó ra, các bạn cứ để đỡ nhẹ nó lên vừa đủ cái khe lọt này vô, các bạn cứ cho cái miếng chạm bụi này vô, các bạn để xuống, các bạn lấy tay đè nhẹ rồi đỡ miếng kính lên lại, lột cái này ra. Đó, vậy là các hạt bụi nó đã lấy xa ra. Ví dụ cái hạt bụi mà nó nằm trong chính giữa này mà nó xa quá thì miếng này làm sao các bạn để vô cho vừa, thì các bạn sẽ lấy một là lấy hai miếng, lấy một miếng khác các bạn nối nó lại, nối nó lại, hoặc là khi mình các bạn sợ nó mềm quá thì các bạn nối hẳn với một cái miếng này luôn thì nó sẽ cứng hơn, thì làm cho cái tay cái lấy bụi nó sẽ dài hơn. Và các bạn lúc này các bạn đỡ cái miếng dán này lên và cho nó vô chính giữa để nó lấy cái miếng bụi, lấy bụi ra, giống như hồi nãy mình đã lấy. Vậy là rất là đơn giản, đã xong rồi, mình đã dán xong cái miếng dán cường lực lên cái iPad 11 của mình rồi. Bengal cũng có hỗ trợ các bạn dán qua cái video clip và video call. Nếu các bạn cần thiết một sự hỗ trợ, có thể gọi cho hotline Bengal. Cảm ơn các bạn.